Thưa quý vị, cuộc họp xét khen thưởng cấp nhà nước đợt 2 năm 2022, xét tặng danh hiệu công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022 và thông qua kế hoạch tổ chức hội nghị trao tặng các phần thưởng cao quý của nhà nước và danh hiệu công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022 được Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức. Cuộc họp do ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Tại cuộc họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Ban thi đua khen thưởng đã thông qua danh sách hai tập thể, đề nghị Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, một tập thể, 23 cá nhân đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Trên cơ sở danh sách được đề nghị tặng thưởng, các đại biểu tham dự cuộc họp đã thảo luận, đánh giá dựa trên các tiêu chí quy định về xét thi đua khen thưởng và bỏ phiếu đối với các tập thể cá nhân được khen thưởng cấp nhà nước đợt 2 năm 2022. Cũng tại cuộc họp, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã thống nhất tặng danh hiệu công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022 đối với 10 cá nhân. Hội nghị trao tặng các phần thưởng cao quý của nhà nước và danh hiệu công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022 dự kiến được tổ chức vào tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.